Chào các bạn, thì chiếc Porsche Cayenne này thì tôi đã mục sở thị ở tại triển lãm ô tô Thượng Hải vào hồi tháng 6. Nhưng và tôi cũng có một cái vis ở trên WhatKVN rồi, nhưng rất là tiếc khi đó tại một cái triển lãm rất là lớn của thế giới, nhưng chiếc xe này nó đã khóa cửa lại và không cho ai ngồi vào phía trong nó cả. Chỉ có thể khám phá được bên ngoài mà thôi. Nhưng hôm nay tại đây, tại Porsche Studio Hà Nội, thì chiếc Cayenne mới đã được bày tại đây. Và tôi hoàn toàn có thể chui vào trong để ngắm nghía, để sờ mó, để cầm nắm nó, khám phá nó. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết rằng chiếc xe này có những cái gì mới. Như các bạn đã biết rằng năm 2002 thì Porsche đã có một cái quyết định cực kỳ táo bạo, đó là làm ra một chiếc SUV. Tại sao lại như thế? Bởi trước khi làm Cayenne thì Porsche không có bất kỳ một chiếc xe gầm cao nào, và họ nói rằng họ chỉ làm những chiếc xe thể thao, và 911 là biểu tượng của Porsche lúc đó. Nhưng cái đà suy giảm kinh tế cũng như cái xu hướng thay đổi của thị trường ô tô đã khiến cho ban lãnh đạo của Porsche phải đưa ra một cái quyết định làm một chiếc xe SUV, và Cayenne ra đời. Tôi nhớ năm 2002, việc mà ra đời cái việc đấy thì có rất nhiều những cái câu hỏi cũng như là câu trả lời rằng liệu Porsche có thành công với mẫu Cayenne không? Và cuối cùng câu trả lời đó là thời gian. Và thời gian đã nói rằng Cayenne đã trở thành chiếc xe thành công nhất trong lịch sử của Porsche. Hiện nay đến từ năm 2002 đến bây giờ là bao nhiêu năm, các bạn đoán cho tôi. Tính hội tôi tự nhiên tôi lại không nhớ đâu, nhưng mà tôi chỉ nhớ con số là khoảng hơn 1 triệu chiếc Cayenne đã lăn bánh trên toàn thế giới. Và năm 2022 thì hơn 300.000 chiếc Porsche được bán ra, trong đó có hơn 95.000 chiếc Cayenne. Nó chiếm khoảng hơn 30%. Điều đó có thể nói rằng là Cayenne luôn là chiếc xe bán chạy nhất trong những cái dòng xe của Porsche. Đây là thế hệ thứ 3. Đây là thế hệ thứ 3 các bạn nhé. Mỗi một thế hệ của Cayenne thì nó sẽ có khoảng 7 năm. Và trong 7 năm đó, 7 đến 8 năm đó thì nó sẽ ra hai phiên bản. Một phiên bản All-New và một phiên bản Philip. Và đây là phiên bản Philip của thế hệ thứ 3. Thế ở phiên bản này thì các bạn có thể nhìn thấy rằng nó có khá nhiều những cái thay đổi lớn mà khiến cho chúng ta cần phải bàn về nó. Cái thay đổi đầu tiên đó chính là cái thay đổi mà có xu hướng điện hóa. Câu chuyện là vì điện hóa rồi, các bạn có thể nhìn thấy rằng chiếc Cayenne mới này nó có ngoại hình có gì đấy nhang nhác, một chút gì đó của Taycan, một chút gì đó của Macan điện, Macan mới, đúng không? Cụm đèn lớn hơn, hốc hút gió lớn hơn, những cái thứ mà điểm xuyết bằng chrome được giảm đi, và những cái mảng khối nó cũng rộng hơn, ít cái đường nét hơn, và từ đó thì cái việc gọi là gia tăng cái chỉ số khí động học cũng tốt hơn. Một trong những ở phía ngoài này có những cái thay đổi nhiều nhất đó là gì? Đó là cụm đèn. Cụm đèn này thì Porsche nói rằng cụm đèn này là một cụm đèn thế hệ mới nhất. Mỗi một bên đèn này nó được tổ hợp khoảng 32.000 bóng LED. 32.000 bóng LED, đó là một cái con số rất là lớn. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có 4 cái projector. Hai cái projector ở trên nó sẽ chịu trách nhiệm là để chiếu xa. Cường độ cái quãng đường có thể chiếu xa được của cái hai projector này nó kéo dài đến khoảng 600m các bạn, 600m nhé. Và tiếp tục một cái projector ở dưới này, nó sẽ là cái projector phụ trách gọi là cường độ sáng, và cái projector này là phụ trách cái chiếu thông minh. Tất cả bộ LED này nó là một cái tôi gọi là kỳ quan thì cũng hơi quá, nhưng mà nếu các bạn nhìn theo dõi những cái video về chiếu thông minh của cái projector của cái cụm đèn này thì các bạn sẽ thấy rằng ngoài việc mà đảm bảo an toàn
cho người lái xe ra thì nó còn một cái là rất nhân văn. Các bạn không thể nào chửi lái xe KN rằng là thằng này vô văn hóa, bởi vì tất cả những cái việc đó đã được chính chiếc xe này điều chỉnh để cho cả người lái lẫn người đối diện hoặc là người đi sau không bao giờ bị chói mắt và không bao giờ bị mất an toàn. Thậm chí là nó có những cái công nghệ, ví dụ các bạn đi vào cái đường hẹp hoặc là đường công trình gì đấy, nó sẽ có một cái luồng sáng bằng đúng cái thân xe này rọi trước cho các bạn để các bạn có thể nhìn kỹ hơn những cái vật cản. Điều đó là gì ạ? Cực kỳ nhân văn các bạn. Tiếp theo sau thì một trong những cái thứ mà tôi thấy rằng những cái thay đổi rất là tinh tế nữa, đó là phía đằng sau. Ở phía thân xe này thì tôi không tìm thấy quá nhiều điều thay đổi. Nhưng ở phía đuôi xe này, một trong những cái thay đổi mà tôi nghĩ rằng nó rất là tinh tế ở chiếc KE này đó chính là cái phần đèn hậu. Đèn hậu này nếu mà ở thế trước ấy, các bạn có thể nhìn thấy rằng cái đèn hậu nó kéo này lây vào lên trên này, xong là kéo ra hai bên này và nó phẳng. Tôi nghĩ rằng sự lịch lãm là có, tuy nhiên tính thể thao thì nó hơi thiếu một chút. Và ở thế hệ này thì rõ ràng các nhà thiết kế của Porsche họ đã tính, tôi nghĩ là họ đã tính kỹ. Đèn này các bạn có thể nhìn thấy sờ thế này, nó nổi 3D luôn này. Đấy, nổi 3D lên. Cái logo Porsche này thay vì ngày xưa nó nằm chìm ở trong cái đèn thì bây giờ nó nổi, các bạn có thể sờ cầm nắm được nó này. Nổi 3D luôn. Và đặc biệt là cái phần đuôi xe này này, nó không còn nhiều cái nhát cắt nữa mà trông nó liền lạc hơn, tạo cái cảm giác là xe nó rộng ngang hơn. Và cái điều này tôi nghĩ rằng nó khiến cho chúng ta nhìn nó vừa, nó giống như một kiểu hông của một người đàn bà ấy, trông nó rất là sexy. Và người ta nói rằng thế này, những cái gì thiết kế mà đơn giản mà mình vẫn cảm thấy đẹp ấy, thì nó sẽ mang tính trường tồn hơn. Và cái biểu tượng thiết kế kiểu này của Porsche ấy, nó không chỉ có chỉ ở trên Cayenne mà có ở tất cả các mẫu xe khác của Porsche. Và người ta gọi đấy là DNA của hãng đấy. Theo những thông tin của hãng thì kể từ những phiên bản Cayenne S trở lên thì cái cụm phanh này, cái đĩa phanh nó cũng to hơn, hiệu suất cũng phanh cũng tốt hơn. Những cái ấn tượng thì không có thay đổi nhé. Tuy nhiên cái điều đó không quan trọng lắm. Quan trọng ở đây là gì? Tôi thấy rằng cái lốp này, các bạn thấy không? Lốp này dùng lốp Hàn nhé, Lexgen của Hàn. Người ta thường hay nói rằng là lốp Hàn là rẻ tiền, Lexgen, Kumho, Hankook lốp rẻ tiền. Nhưng mà ở trên Audi thì tôi nhìn thấy dùng lốp Kumho. Và hôm nay thì tôi lại nhìn thấy Porsche lại sử dụng lốp Lexgen. À, lạ không? Quan trọng ở đây nó chính là ở phía sau nó. Đó chính là cái hệ thống treo của Cayenne mới. Hệ thống treo của Cayenne mới theo những thông tin từ hãng thì đây là một hệ thống treo khí nén hai van. Và cái cải tiến này nó khiến cho cái hệ thống treo này nó hoạt động hiệu quả hơn so với hệ thống trước khá là một van, rất là nhiều. Và vừa tạo được cái cảm giác êm ái này nhưng mà gia tăng được cái khả năng lái tốt hơn. Thì đây cũng là một cái thứ mà thay đổi nhiều nhất ở trên Cayenne sau cái hệ thống đèn kia. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái thứ mà chúng ta cần phải cân nhắc rất nhiều. Bởi trước đây thì nhiều người nói rằng mua Cayenne bởi vì họ thì cái xe này nó có một cái cảm giác lái thực sự là thú vị. Nhưng cũng có người nói rằng nếu các bạn cần một cái sự êm ái thì không nên mua Porsche bởi vì nó khá là sóc. Nhưng bây giờ thì dường như không phải nữa. Sau khi thay đổi cái hệ thống treo này thì cái êm ái nó vẫn còn nguyên, nhưng nó không đánh mất đi cái handling của nó đâu.
Tôi sẽ đánh giá một cái cảm giác lái này ở một cái video khác khi mà chúng tôi sẽ được chạy chiếc Cayenne mới này. Ok. Còn bây giờ thì về ngoại hình, các bạn có thể thấy rằng là xu hướng điện hóa rất là rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta đi vào trong nội thất xem liệu rằng Porsche có đem cái điện hóa đấy đi vào trong không gian nội thất hay không. Mời các bạn. Khi bước vào cái khoang nội thất của Cayenne mới thì nó vừa quen nhưng nó vừa lạ. Nó quen là gì? Nó quen là những cái vô lăng của Porsche giống như nhau à? Cái driver mode, cái phím driver mode vẫn y hệt như vậy. Tuy nhiên nó lạ, nó khác với các chiếc Cayenne thế hệ trước. Đó là gì? Đó là cái xu hướng điện hóa rất là rõ ràng. Cái màn hình khác. Và thậm chí là gì? Ở vị trí này, thế hệ khác trước, nó là một cái chìa khóa đút vào đây và chúng ta có thể vặn nó để khởi động. Nhưng bây giờ nó là một nút bấm. Có cái gì hụt hẫng không hề nhẹ đối với những fan của Porsche, đúng không? Nhưng không sao cả, tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái mà Porsche họ muốn khách hàng của họ có một cái trải nghiệm mới, và họ sẽ làm quen dần với những chiếc Cayenne điện ở thế hệ sau, thế hệ thứ tư. Tại sao lại nói như vậy thì bởi vì theo cái cam kết của Porsche thì đến năm 2030 thì họ sẽ không sản xuất xe động cơ đốt trong nữa. Và chiếc xe điện sắp tới sau Taycan, đó là chiếc Macan. Đâu đó theo kế hoạch thì khoảng 2024 họ sẽ cho ra mắt. Và sau Macan thì sẽ là Boxster. Và sau Boxster sẽ là đến Cayenne. Và tôi không biết rằng 911 bao giờ họ sẽ làm 911 phiên bản điện. Bây giờ chúng ta cùng làm quen. Đây, cái màn hình này có chỉ số 12,6 inch. Và tất nhiên rồi, nó thuần digital luôn. Cái đó không quan trọng. Cái cần số trước ở phía dưới này đã được đưa lên đây theo đúng phong cách của Taycan, đúng phong cách của xe điện. Nó nhỏ xíu à các bạn ạ. Đúng phong cách của xe điện. Thực sự tôi, cá nhân tôi không thích cái này. Tôi thích phải được cầm, nắm và sờ nó cơ. Nhưng không, cái này. Màn hình này là 12,3 inch. Trông khá là tinh tế. Tuy nhiên cái điều mà tôi muốn nói, nó không nằm ở cái màn hình này, mà nó lại nằm ở cái màn hình này. Tại sao tôi lại muốn nói như thế? Bởi vì trong các hãng xe của Đức ấy, Porsche sẽ là cái hãng họ sẽ không bán mình cho thị trường Trung Quốc. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi thấy rằng Porsche đã bán mình cho Trung Quốc rồi. Bởi cái xu hướng màn hình trước vô lăng này, màn hình giải trí ở đây là đương nhiên có, xe nào cũng có. Nhưng cái màn hình dành cho hành khách ghế phụ để lướt web, để online thì dường như cái xu hướng đấy nó chỉ xuất hiện ở trên những chiếc xe tại thị trường Trung Quốc mà thôi. Nhưng bây giờ thì Cayenne nó đã có một cái màn hình thứ ba. Chẳng qua rằng người Đức họ tinh tế hơn một chút, rằng nếu mà họ muốn tập trung lái ở vị trí lái này thì cái người lái họ sẽ không nhìn thấy cái màn hình này nó đang chiếu cái gì, nó đang để khiến họ phân tâm. Bởi cái công nghệ lá chắn, gọi là rèm buông để nó khác gì cái điện thoại của mình dán cái tấm chống trộm ấy, chống nhìn trộm ấy. Đó, nó giống như thế. Để các bạn có thể không bị chi phối vào cái việc đó. Cái này cũng là đúng thôi. Ở một số thị trường, tôi nghĩ là một số thị trường mà nó phát triển rồi, thì cái việc mà người ta cầm lái một chiếc xe đơn giản là người ta cần sự trải nghiệm nó. Họ tìm đến cái handling, họ tìm đến cái cảm giác sung sướng khi lái xe. Nhưng ở những cái thị trường đang phát triển, đặc biệt là những thị trường mà có cái tần suất online nhiều, ví dụ như Đông Nam Á, ví dụ như Trung Quốc, thì rõ ràng cái việc mà ngồi lâu ở trên xe, họ không có việc gì làm, và nhu cầu online của họ luôn có.
tôi gọi là thị trường nghiện online. Thì cái việc mà xuất hiện cho một cái màn hình thứ ba và nó ở trên này các bạn có thể hoàn toàn online được, từ lướt web, chơi mạng xã hội, chơi game hoặc là mua sắm ở trên này, everything nó nằm ở trên này. Thế thì câu chuyện tại sao nó lại như vậy, xu hướng không thể thay đổi được đâu. Bởi vì như các bạn biết rằng hiện nay thị trường Trung Quốc nó đã nằm ngoài thị trường quốc tế của Porsche rồi. Nó là một thị trường riêng. Và hiện nay cái doanh số bán của Porsche Trung Quốc nó đạt 50%, trên 50% doanh số bán của Cayenne toàn cầu. Vậy thì tại làm sao mà Porsche không thể chiều những khách hàng Trung Quốc được? Và đương nhiên rồi, khi chiều các khách hàng Trung Quốc thì những cái nghiên cứu và phát triển các sản phẩm của Porsche nó chỉ một mà thôi. Và lúc đấy thì các khách hàng ở phần còn lại của thế giới đành phải thụ hưởng những cái nhu cầu của khách hàng Trung Quốc mà thôi. Và tôi thấy rằng cái nhu cầu của cái màn hình thứ ba này nó cũng không có cái gì là quá đáng đâu. Ví dụ ở Việt Nam tôi dám chắc là cái tỷ lệ những người thích cái màn hình này và đặt màn hình này như là một option nhé sẽ nhiều, chứ không phải ít đâu bạn ạ. Bởi vì ở phía kia có một mẫu xe thì không có màn hình này. Nhưng tôi tin rằng với nhu cầu online nhiều ở Việt Nam thì cái màn hình thứ ba này sẽ được đặt khá là nhiều. Thêm một thay đổi nữa ở trên chiếc Cayenne mới đó là khối động cơ. Khối động cơ V8 4.0 xuất hiện trên chiếc Cayenne S trở lên. Và khối động cơ này các kỹ sư của Porsche nói rằng họ đã thay đổi nhiều nhất ở hệ thống turbo. Hệ thống turbo kép này sẽ sử dụng turbo cuộn đơn thay vì cuộn kép ở thế hệ trước. Và họ nói rằng cái hiệu suất của turbo cuộn đơn ở thế hệ này tốt hơn. Và tôi sẽ hỏi thêm các kỹ sư của Porsche là nó tốt hơn ở khía cạnh nào. Và bởi vì khối động cơ này nó là trái tim, là liên quan đến vận hành. Và tôi hứa rằng tôi sẽ trả lời cho các bạn ở cái video vận hành chiếc Cayenne này trong thời gian tới. Giá của bản Cayenne mới này bắt đầu từ 5 tỷ rưỡi đến bản cao nhất là Cayenne GT Turbo. Và đương nhiên rồi, bản này chỉ ở có phiên bản Copper mà thôi. Đâu đó khoảng 14 tỷ hơn. Một con số khá là mặn cho một chiếc SUV của Porsche, đúng không? Và các bạn có thể thấy là cái giá của chiếc Cayenne mới này nó cũng cao hơn cái giá start của Cayenne đời trước khoảng 500 triệu. Cho nên không biết là cái thay đổi đấy, những cái thay đổi đấy có khiến rằng những khách hàng của Porsche cảm thấy rằng hài lòng không. Thì tất cả cái việc đó tôi nghĩ rằng các bạn nên đến chiêm ngưỡng, sờ mó nó và đi thử nó, biết đâu được họ cho rằng 500 triệu đấy là hoàn toàn xứng đáng thì sao. Cảm ơn các bạn.